ơi. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép em, ca sĩ Phượng Hoàng Lửa, được gửi đến năm vị nghệ sĩ khách mời rất là đáng kính, cũng như là toàn thể quý khán giả đang theo dõi chương trình, một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng, thân thương, nồng nhiệt liệt, quý ái, mến thương, yêu dấu hỡi. Dạ. Câu đó mình hơi mỏi miệng đúng không? Phượng Hoàng Lửa, tuổi con mèo, mèo méo mèo mèo mèo. Mèo. Thường khi mà mình đi hát đó, cái mình giới thiệu nghệ danh của mình là Phượng Hoàng Lửa, cái là ai cũng thắc mắc, ủa tại sao đặt một cái tên gì mà nghe nóng bỏng quá vậy? Dạ. À, dạ tại vì đơn giản thôi, cổ nhân có câu, bổn cung không thích làm chim công xòe đuôi, chỉ khoe sắc đẹp, bởi vì có thể tắm lửa hồi sinh, chỉ có thể là Phượng Hoàng. Dạ. Dạ. Phượng Hoàng Lửa ngoài cái nghề làm ca sĩ ra, thì Phượng Hoàng Lửa có một cái nghề tay trái nào không? Dạ có. Trước đây là Phượng Hoàng có định cư ở Hà Nội. Hà Nội, Hà Nội. cái con bé Phượng Hoàng Lửa này nó có duyên quá. Nó nãy giờ nó nói cái chuyện nó định cư này kia nọ, mình tưởng ở đâu ai về định cư ngoài Hà Nội. Thiệt là duyên dáng luôn. Thông cảm giùm em, tại vì em là Phượng Hoàng tái sinh trong đống lửa tro tàn, thành ra là bây giờ trí nhớ em nó cũng lúc nhớ lúc quên. Phượng Hoàng làm nghề gì tay trái? Nói chung là không có liên quan đến ca hát, mọi người đoán đi. Chứ nếu nói ra hết là biết hết rồi, còn gì đâu nữa mà chơi game. Yeah.